Clip này thì em lên sóng quay cho các bác xem. Em còn hai đôi loa JBL ha, một đôi là model 4428 và một đôi là S143. Đấy, toàn là những siêu phẩm của nhà JBL thôi. Và ở đây em lại về tiếp tục được 5 bộ micro Đức ha. Đấy, lại tiếp tục về được siêu phẩm micro các bác. Đấy, bản cực kỳ là chạy bên em ha. Đấy, vẫn là mic IMG. Đấy, Game Mini các bác này, micro Đức ha. Và cái model là TXS707OC-G này. Đấy, dòng này thì em quay cũng khá là nhiều rồi và nó về liên tục các bác. Đấy, hàng cứ về thì em cứ quay cho các bác ha. Để bác nào mà chưa mua và chưa biết đấy thì các bác xem. Còn bác nào mà xem chán rồi thì mình lại tiếp tục mình tua qua ha, mình tua tới những cặp loa. Đấy, lại tiếp tục về thêm được 5 bộ các bác này. Và những cái mic này thì em đặt hàng liên tục ha. Cứ có hàng là em lấy, tại vì quá hay các bác. Đấy, mic này mic siêu phẩm rồi ha. Nó quá hay cho nên là em bán nhiều cho các bác chơi. Đấy, đây là cái đầu thu này. Đầu thu của mic này. Đầu thu IMG. Một cái tay mic thì em đang tháo hết ra, em quay từng phần cho các bác xem. Đấy. Đây là cái mặt hiển thị ha của cái đầu thu này. Đấy. Ở đây nó có một cái lớp bọc ha, mình có thể bóc ra cho nó mới. Đây, cái lớp seal này các bác này. Và em sẽ hướng dẫn sơ qua ha, cái nút nguồn này, tắt mở này, mình nhấn liền 2 giây nó sẽ lên và nhấn liền 2 giây nó sẽ tắt ha. Nút cộng trừ là cái nút tăng giảm volume của micro này và đây là ba cái nút set tần số ha. Ba cái nút này thì mình cũng không nên đụng vào. Đây. Đây là cái mặt hiển thị ha. Rồi và đây là cái em quay nốt cái này luôn phía sau. Đây phía sau của đầu thu đây. Đường ra là 6 ly hoặc là đường Canon ha. Còn đây là đường cấp nguồn này và đây là hai bên là hai cái cây sóng. Đấy, mình về mình cắm sóng lại ha, mình cắm sóng vô. Hai cái sóng có đi theo các bác này. Mình cắm vô để mà mình đi xa ha, đi xa mình hát được chứ không thôi là các bác đi xa nó bị chập chờn. Đấy, sóng là bắt buộc phải cắm vào ha. Rồi và đây một cái tem này, IMG Made in Germany các bác ha. Đấy, micro hàng 7 Đức về. Cực kỳ là xịn sò các bác. Đấy, phải gọi là nó siêu hay luôn chứ không phải là hay các bác ha. Nó siêu hay luôn. Cái tiếng ra cực kỳ là nét. Cực kỳ nét luôn và rất là nhẹ ha. Hát rất là nhẹ luôn các bác. Và nó có cái độ, cái tiếng xì phía sau rất là sang. Các bác hát là em vẫn nhắc đi nhắc lại là hát như ca sĩ ha. Đấy, cái mic này các bác hát là như ca sĩ luôn. Rồi và đây là những cái phụ kiện đi kèm này. Cái này cái nguồn ha. Đấy, như nguồn này. Và chống lăn. Một cái sợi dây 6 ly. Đấy, kết nối từ mic xuống vang hoặc là xuống âm ly karaoke. Đấy, nói chung là nó đầy đủ rồi. Về các bác chỉ có mua pin vô là gắn vô là xài thôi. Và nó xài pin tiểu, pin con ó ha. Đây là cái phần dưới của cái cây mic này. Đấy, nó nguyên thủy là như vậy này. Đấy, một cái cây mic của nó đây ha. Rất là đẳng cấp các bác, rất là sang trọng luôn. Và đặc biệt là hát cực kỳ hay. Đấy. IMG ha, một cái mặt hiển thị tần số và pin ở đây. Đấy, một cái công tắc tắt mở này. Đấy, quá sang trọng các bác, rất là đẳng cấp ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng lưu kho Đức về rất đẹp các bác. Đây bên trong này. Made in Germany ha, cái tay mic này. Và pin thì các bác mở cái này ra. Này các bác mở cái này ra ha. Cái này là cái đồ giữ pin, mình gắn pin vào đây. Đấy, gắn hai cục ha. Rồi mình đậy lại. Đấy, đậy lại các bác ấn vào một cái nó sẽ kêu ha. Rồi và đây là cái chỗ tiếp xúc với cái củ này. Đấy. Em mở cái phần củ này ra này. Đây là cái đầu chụp ha. Rồi và cái củ mic đây. Đấy, củ mic đây các bác ha. Củ micro. Hát rất nhẹ các bác. Nhắc lại với các bác ha, hát cực kỳ nhẹ luôn. Tiếng rất là sáng, rất là trong. Đấy. Rồi em bán rất nhiều các bác. Em bán chắc phải 30 bộ rồi ha. Đấy, tiếp tục về 5 bộ này và em đặt hàng liên tục luôn. Cứ bên kia có là em cứ lấy ha. Đấy, bao nhiêu em cũng lấy hết tại vì quá hay các bác. Gọi là siêu phẩm trăm năm nay rồi. Đấy, một bộ micro của Đức ha. Và em cũng xin báo giá lại cho các bác nắm luôn. Đấy, một bộ như vậy là 5 triệu đồng ha. Đấy, một bộ là một đầu thu và một tay mic. Đấy các bác mới lưu ý giúp em ha. Các bác mua rồi thì các bác biết, còn bác nào mà chưa mua thì là một bộ là một đầu thu này và chỉ có một tay mic thôi ha. Một bộ là một tay mic. Đấy, thì giá của nó là 5 triệu đồng. Đấy,
các bác chuyển đủ thì em bao ship ha, còn các bác cọc thì em không có bao ship. Đây, một bộ như vậy ha, 5 triệu đồng này, một tay micro. Rồi và em sẽ đóng xuống, em quay tiếp tục những mặt hàng, những đôi loa cho các bác xem. Đây, về bộ nào cũng đẹp xuất sắc ha, tất cả là hàng lưu kho về các bác. Đấy, rất là mới, rất đẹp và tất cả là zin hết. Rồi em kéo ra em quay loa CBL cho các bác xem, những cặp loa cực kỳ hay của hãng. Đây em quay đầu tiên là cái cặp CBL S143. Cặp này là bass 35 ha. Đấy, đánh như sấm luôn. CBL thì chất tiếng các bác cứ yên tâm. Bass hay ha, trùng chép cực kỳ sáng. Đấy, đây là cái phần e căng trước này, cái đầu tiên ha. Đấy, cho nên nó hơi dính ẩm ẩm các bác. Đấy, thương hiệu CBL này. Đấy, cái này đẹp lắm, cái này không bị lủng ha. Rồi, đây là cái thứ hai đây. Cái thứ hai thì phần trên rất đẹp. Phần trên rất đẹp luôn. Cái phần dưới thì nó hơi bị lủng li ti. Đấy, những cái vết lủng nhỏ nhỏ ha. Phần dưới. Rồi, em mở ra em quay cho các bác xem bên trong. Một dòng loa rất đẳng cấp. Trang bị bass 35 ha. Bass 35 các bác. Đấy, tất cả nó zin hết, zin cả gân luôn. Đấy, cái màng bass siêu mới luôn các bác. Một cái chép rìu ở giữa này, chép rìu CBL ha, và một cái chung kèn đây. Đấy, bên trong là nó siêu đẹp. Rồi, và em sẽ mở nốt cái này luôn. Đấy, đây là cái thứ hai đây, các bác cùng xem này. Đấy, cái màu nó phản quang này các bác, rất là sang trọng ha. Rồi, và em quay chi tiết cái bát, những cái tuyến loa cho các bác xem. Đây là cái bát này. Đấy, xin cả gân luôn. Và nhắc lại với các bác là nó siêu mới ha. Đấy. Đấy, nó mới như là hàng bóc xốp vậy. Đây là cái bát đây. Đấy, cái bát này thì em vừa quay cho các bác rồi ha. Đấy, chép đây. Rồi, và đây là cái chép bên cái loa này. Đấy, chép rìu CBL này. Tiếng của nó là siêu phẩm ha, rất là nhuyễn luôn. Đánh những cái nốt nhỏ nhất vẫn rất là sắc nét ha. Đấy. Nghe nhạc là siêu đỉnh này các bác. CBL nghe nhạc là siêu đỉnh rồi. Đấy, chung kèn phía trên rất là sáng. Đấy, nói về chất âm thì các bác cứ yên tâm tuyệt đối luôn, chơi nhạc gì cũng hay. Đấy, mặt gương bóng rất đẹp ha. Và cái màu nó màu kiểu như màu đỏ đô các bác. Đấy, rất là sang trọng ha, cho các bác trưng bày. Phía trên là một cái tấm đá. Rồi em quay xung quanh cho các bác xem đi. Đây là bên hông của loa này. Đấy, bên hông ha. Chỗ này nó hơi xước hai đường chỗ này, chỗ cái đề can này, vận chuyển nó bị xước các bác. Đấy, nó xước nhẹ hai đường chỗ này ha, rất là nhẹ thôi. Xước ở ngoài thôi các bác, chứ không phải là cấn bể gì đâu ha. Này các bác xem này, chỉ là xước thôi. Và cặp này về nó còn nguyên hai cái chân này. Đây là hai cái chân ở dưới ha. Hai cái chân này nó cũng có hai e căng luôn này. Đấy, e căng của chân này các bác. Để mình đậy lại, nhưng mà em mở ra em quay cho các bác xem này. Hai cái chân đế phía dưới ha. Rồi, và đây là bên hông của cái đầu tiên đây. Đấy, bên kia nó hơi xước hai đường ha, còn bên đây thì đẹp. Đấy. Cái chân ở dưới này, cái chân dưới thì nó xước như vậy ha. Đấy, chứ là cái chân đế ở dưới xước ha, chứ không phải cái loa trên. Rồi, và tiếp tục là bên hông loa cái thứ hai. Đấy, cái này thì đẹp này. Cái này đẹp ha, nhưng mà cái phần chân dưới thì nó cũng có xước rồi các bác này. Đấy, hàng công Mỹ về cho nên là rất là dễ xước ha. Vận chuyển nó hay cấn lắm. Nhưng mà tổng thể phía trên của loa thì rất đẹp, rất mới ha. Rồi, đây là bên hông của loa đây. Đấy, phản quang này. Bên hông bên đây đẹp ha. Đấy, bên đây đẹp này. Cái chân nó cũng đẹp nữa này. Rồi, tổng thể đôi loa. Rồi, và em quay phía sau. Đấy, phía trên rất là sang trọng, có ốp một cái lớp đá. Đây, cái đá này mình có thể mở ra được ha. Này, nhắc ra nhắc lại nè, ở phía dưới là như vậy các bác này. Ở dưới nó có bốn cái chân giữ đá ha. Đấy, rất là sang trọng, chỉ có những loa đẳng cấp thì mới trang bị những cái đá như vậy các bác. Mặt gương ha, kiểu như mặt gương vậy đó. Đấy, cái thứ hai đây. Rồi, hai cục đá. Tổng thể phía sau rất đẹp. Rồi em quay từng cái cho các bác xem. Phía sau cái đầu tiên đây. Đấy, xuất sắc luôn ha, phía sau này. Để xuất sắc luôn. Đấy, chân đế phía sau này.
hai lỗ thông hơi. Đấy, cặp này các bác nghe nhạc là bass nó đánh như sấm vậy các bác. Bass đánh cực kỳ là bạo lực ha. Bass 35 và trung chép thì nó sáng nhuyễn cực kỳ luôn. Đấy các bác cứ yên tâm về cái loa này. Đấy, model nó có này, các bác có thể lên mạng search ha, CBL S143. Đấy, dòng loa ba quay ba đường tiếng này. Đấy, các bác muốn biết thêm chi tiết thì các bác cứ lên xem ha, có model đầy đủ hết. Và thị trường bán cặp này từ 58 triệu ha cho tới 60 triệu. Đấy, hai mức giá niêm yết trên mạng ha, các bác cứ lên xem. Và cái trở kháng 6 ohm, độ nhạy 92 decibel này. Đấy, CBL các bác ha, hàng Mỹ nồi, đây là cầu loa B-Wide. Rồi, và tiếp theo là cái bên đây. Đấy, góc cạnh thì rất đẹp rồi, phía sau ha. Chỉ có những cái vết xước hồi nãy em quay cho các bác xem thôi. Đấy, cũng không có đáng gì nhiều các bác. Hàng bãi Mỹ về ha. Đấy, cái tem đây. Rồi các bác vừa xem qua tổng thể đôi loa ha. CBL S143 bass 35. Đấy. Chung kèn và chép rìu. Em cũng xin báo giá với các bác luôn ha. Cặp này thì bên em đang bán là 48 triệu đồng các bác ha. 48 triệu đồng các bác. Đấy, cặp này nó bị chầy ha. Bán 48 triệu. Đấy, bình thường nếu mà nó đẹp nó không có bị xước xước như vậy thì em bán 52 ha, 52. Hôm nay em để các bác cặp này là 48 triệu đồng ha. Đấy, 48 triệu đồng. Rẻ hơn thị trường đúng 10 triệu các bác. Đấy. Rẻ hơn đúng 10 triệu đồng ha. Nếu mà những cái cặp mà nó về đầy đủ như em như vậy này, họ bán 58, 60 triệu. Đấy, em bán cho các bác 48 triệu đồng ha. Đấy. Có một cái cặp đẹp thì 52 triệu, đấy, em bán 52 triệu ha. Cặp này nó bị chầy như vậy đấy. Những cái vết nhỏ nhỏ thôi. Đấy, 48 triệu đồng là em bao ship toàn quốc ha. Rồi và tiếp theo là một cặp CBL 4428. Đấy, model 4428 ha. Một trong những đôi loa rất là đẹp, rất là nhỏ gọn của CBL. Trang bị bass 30, trung kèn. Đấy, một cái chép kèn phía trên ha. Đấy, toàn là siêu phẩm đến từ nhà CBL thôi. Và e căng cặp này còn rất đẹp, các bác xem này. Đấy, e căng màu xanh ha, cực kỳ là sang trọng luôn. Rồi em mở cho các bác xem bên trong những cái tuyến loa. Cặp này thì là bass 30. Đấy, dùng để nghe bolero các bác nha. Đấy, toàn là những siêu phẩm nghe nhạc thôi. Đấy, bass 30 này. Và các bác xem tuyến loa này. Đấy, nó mới tinh này các bác. Tuyến loa bên trong ha, zin cả gân luôn. Đây là cái thứ hai đây. Đấy, gân zin luôn ha. Đấy, siêu phẩm các bác rất đẹp. Và hai lỗ thông hơi phía dưới đây. Rồi và đây là có một cái tem. Cái tem phía trước này, CBL model 4428 Studio Monitor ha. Dòng loa kiểm âm các bác. Đấy, sản xuất ở California, USA. Hai cái tinh chỉnh mid chép này. Đấy, dòng kiểm âm thì các bác khỏi bàn tới chất âm luôn. Đấy. Tem ở đây cũng vậy ha. Đấy, dòng kiểm âm thì chất tiếng của nó là cực kỳ là rõ ràng, sắc nét ha, chi tiết. Đấy, trung kèn đây, chép kèn đây. Tất cả là hàng zin tuyệt đối hết, zin 100% ha. Rồi và đây có một cái tấm catalog. Catalog từ Nhật về ha. Rồi. Model 4428. Tấm này sưu tầm thôi các bác, để sưu tầm thôi. Rồi đây là phía trên của loa. Đây phía trên rất đẹp ha. Cái chỗ này các bác xem nó hơi lỗ lỗ nè, cái này là cái miếng keo ha. Cái miếng băng keo á, băng keo dính á, dán lên cho nó còn cái hình của băng keo các bác, chứ không phải là nó bị lủng gì đâu ha. Cái hình của băng keo á. Đấy. Phía trên rất đẹp. Rồi đây là bên hông của loa đây. Đấy, bên hông đẹp này các bác này. Rất là liền lặng ha. Đây bên hông đây nữa này. Rồi tuyệt vời ha. Đây nữa này các bác này. Rồi và em quay bên kia luôn. Đấy, bên hông loa rất đẹp ha. Những cặp loa rất đáng để nghe và sưu tầm các bác. Nghe hay mà các bác trưng bày rất là sang trọng, rất đẳng cấp ha. Các bác chơi tới những cặp này thì thật sự rất là đẳng cấp rồi. Rồi đây là phía sau của loa, cây đầu tiên này. Đấy, cây đầu tiên ha. Cầu loa B-Y này các bác. Và đây là cây số 2. Cây số 2 đây. Đấy.
cái chỗ cái cầu loa này nó thiếu hai cái móc nối từ cái này xuống cái này nè, giữ đánh bi quay các bác. Nhưng mà không sao ha, mình có thể nối một cổng dây điện xuống này, nối dây điện xuống hai cái này. Đây các bác nào mua thì em sẽ nối sẵn cho các bác, về các bác chỉ cần chỉ việc cắm đầu bóc chuối vô là chơi thôi. Rồi cặp loa này ha, rất đẹp. Rồi, cái này thì nó bị chảy tí xíu sơn dưới này này các bác này. Đấy, nó xước nhẹ một cái miếng sơn màu xanh ha. Đấy, xước nhẹ miếng sơn màu xanh dưới này, như góc đấy này. Rất là nhẹ thôi, phần dưới. Rồi mà em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, cặp này là 48 triệu đồng ha. 48 triệu đồng là em bao ship này. Đấy, thị trường tầm 52 cho tới 55 ha. Đấy, bên em giao cho các bác 48 triệu đồng cặp này là em bao ship. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đấy, 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.